Chị Ly mến chào tất cả các em. Thì hôm nay theo như yêu cầu của các em học lớp 4 thì gửi về comment về cho chị, yêu cầu chị làm cái bài thành bài số 8, đó là câu theo sản phẩm tự chọn. Thì hôm nay chị sẽ làm cái bài thực hành bài số 8 này của kỹ thuật 4 ha. Thì chị sẽ chọn là ở trong này nội dung các câu theo thì yêu cầu là các em hãy tự phối hợp các câu theo để thực hành làm túi đựng bút này hoặc là khăn tay. Thì các em vận dụng mấy cái đường khâu theo đã học ở những bài trước. Thì ở những bài trước chúng ta đã học khâu thường, rồi khâu viền đường gấp mép bằng mũi khâu đục thưa. Rồi chúng ta đã học bài 7 đó là theo móc xích. Thì chúng ta hãy vận dụng những kiến thức đã học để làm bài số 8 này nha các em. Bây giờ chị sẽ bắt đầu thực hành 8 ha. Hôm nay thì chị sẽ đây là cái bộ vật liệu các khâu theo này. Thì hôm nay chị sẽ làm chiếc khăn tay ha. Đây là cái miếng vải trắng ở bên trong cái hộp này có sẵn ha. Chị lấy ra để chị cắt ha. Chị sẽ hướng dẫn cho các em cách cắt vải ha. Chúng ta trải cái miếng vải ra cái mặt bàn thẳng nè. Đây nè các em, chị trải miếng vải ra ha. Sau đó chị sẽ dùng cái viên phấn, thì trong cái hộp này thì có sẵn cái viên phấn luôn nè. Lúc nãy chị lấy ra thì chị sẽ đo kích thước, chị sẽ đo 20 cm, 20 cm là đến đây. Chị đánh dấu nè, 20 cm ha. Sau đó chị sẽ vạch, chị sẽ vạch một cái đường thẳng thế này em, thế này ha. Chị dùng vải màu trắng để chị theo cho các em dễ quan sát nha. Nếu mà các em có vải màu khác thì các em sử dụng. Còn chị quay video thì chị dùng vải màu trắng và chỉ màu nổi để các em dễ hình dung. Đây, thì chị sẽ cắt theo cái đường thì chị đã vạch ha. Rồi chị sẽ dùng kéo để chị cắt. Đây là các em. Đây là kéo nè, chị sẽ cắt ha. Vừa rồi chị hướng dẫn cho các em cách đo. Thì kích thước của chiếc khăn tay chị chuẩn bị làm là một cái hình vuông. Nó kích thước là 20 cm và 20 cm mỗi cạnh ha. Đây em, chị sẽ cắt cái hình vuông này ra. Rồi chị đã cắt xong rồi ha các em. Cái phần vải thừa này chị để sang bên ha. Chị sẽ cắt những cái phần chỉ thừa ra. Sau khi chị cắt xong thì chị được một cái miếng vải như thế này ha các em. Đó. Bây giờ chị sẽ viền xung quanh ha. Chị viền để chỉ nó khỏi bung ra này. Chị sẽ áp dụng khâu viền đường gấp mép bằng mũi khâu đục thưa ha. Nè, khâu viền đường gấp mép bằng mũi khâu đục thưa. Đây này các em, bài 6 này. Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đục thưa. Thì bài 6 này chị đã ra video rồi. Thì các em, nếu mà các em quên thì các em có thể xem lại cái video bài 6 của chị ha. Chị đã hướng dẫn từng bước làm rồi. Thì bây giờ chị sẽ ứng dụng cái bài 6 này để chị khâu viền đường gấp mép vải. Đây nè, chị khâu viền xung quanh của cái khăn này bằng cái mũi khâu đục thưa ha các em. Thì trước khi khâu, chị sử dụng kim chỉ màu đen này để chị khâu lược cố định. Chị khâu lược cố định ha. Bây giờ chị sẽ gấp cái mép vải lại này. Đây này các em, chị gấp nhẹ như thế này ha. Các em xem ha, chị gấp mép vải lại này. Các em dùng tay cái miếng cái miếng vải trên đây giữ lại này. Đó. Chị gấp lại như thế này ha. Đây này các em, chị gấp lại. Sau đó chị gấp tiếp một lần nữa ha. Chị gấp tiếp một lần nữa đó. Gấp tiếp một lần nữa như thế này. Đây này các em, thì đây là mặt phải này, còn đây là mặt trái này ha. Bây giờ chị sẽ dùng kim chỉ màu đen để chị khâu lược và cố định cái mép phải này nha các em. Chị giữ tay như thế này. Đây này em, mặt trái này, mặt phải này. Chị dùng kim chỉ để chị khâu lược ha. Khâu lược thì mình sẽ giống như là khâu thường, nhưng mà mình khâu cái mũi này nó dài hơn.
đây này các em, cái mũi nó dài ha, để mình lượt mình cố định cái mép vải nó không có bị dịch chuyển ha. Đây nè các em, chị đã khâu lược xong một cạnh của cái hình vuông này rồi ha, biên bản hình vuông này rồi ha. Chị dùng kéo chị cắt chỉ đây nè, mặt trái nè các em, đây là mặt phải nè. Bây giờ chị tiếp tục ha, chị tiếp tục chị đắp cái cạnh này tương tự, tự thì chị gấp, chị miết cái miếng vải cho nó cố định nè ha, như thế này. Sau đó chị gấp lại một lần nữa. Em quan sát nè, ở cái cạnh như nhọn cái cạnh vuông này nè các em, thì các em nhớ là các em gấp vào ha, gấp như thế này nè, để khi mà mình gấp lại thì nó không có bị dư dư vải ra bên ngoài đây ha các em. Đây nè, các em làm như chị nè, các em gấp vào thế này ha, rồi xong rồi các em gấp vào trong như thế này đó, được chưa? Rồi chúng ta lại gấp tiếp một lần nữa, chúng ta lại gấp tiếp một lần nữa. Rồi chị dùng hai cái ngón tay này để chị miết cái vải nên nó giữ lại ha, nó cố định cái đường vải này. Đó, em xem nè, bây giờ chị cũng dùng kim chỉ để chị lược ha. Đây kim chỉ chị để sẵn nè, em chỉnh cho nó đều nha em, chỉnh để đường kim đều đẹp ha. Rồi chị đã xong được hai cạnh, đây một cạnh này, một cạnh này ha. Bây giờ còn hai cạnh này các em gấp tương tự nha, để cái video nó không có dài quá thì chị làm mẫu hai cạnh như thế này. Còn hai cạnh này các em tự các em làm được không thì các em làm nha. Để chị bây giờ chị dừng cái video lại để chị làm thêm hai cạnh này nữa nha, tương tự nha các em. Đây này các em, đây là cái khăn tay mà chị đã khâu lược bốn cạnh này, chị khâu lược rồi nè các em. Chị đã hướng dẫn cho các em khâu lược gấp mép vải hai cạnh này ha, còn hai cạnh này là chị vừa làm xong này. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành là khâu đột thưa ha. Chị sẽ lật qua phía bên mặt phải, còn bên đây là bên trái này. Bên đây bên phải chị sẽ tiến hành khâu đột thưa xung quanh của khăn ha. Thì trong cái hộp đồ nghề các khâu thêu này á, thì có là các chỉ thêu, thì chị thêu nó có mấy cái màu này nè, thì chị chọn 3 màu để chị làm cái bài thực hành này ha. Chị để cho cái video nó ngắn hơn thì chị đã xả kim vào rồi. Đây các em, 3 màu này, màu xanh, xanh đậm này ha, rồi màu xanh màu đỏ với màu xanh chuối non ha. Rồi giờ chúng ta cùng thực hiện ha. Nếu các em nào quên cái cách khâu đột thưa thì các em có thể mở qua bài 6 trang 21 của sách giáo khoa để các em xem cái cách khâu viền được gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa ha. Cái video thì chị cũng đã hướng dẫn bài 6 và bài 5 rồi, em có thể xem lại video. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện khâu viền đường gấp mép vải cùng mũi khâu đột thưa với chị nha. Chị sẽ viền xung quanh ha. Chị dùng chỉ màu xanh chuối non để chị khâu. Thì đầu tiên các em sẽ đưa chỉ lên, chị đưa kim lên này các em. Chị dùng hai sợi chỉ để màu đậm các em dễ xem ha. Chị đưa kim lên này, sau đó chị sẽ đưa kim ngược lại, rồi chị đưa kim lên lại ha. Chị đưa mũi kim vào giữa này. Ở cái bài thực hành này chị sẽ làm nhanh ha. Chị chỉ hướng dẫn những cái cơ bản là gấp mép vải như thế nào ha. Còn cái cách khâu thì các em có thể xem ở những cái video trước. Cái cách khâu chị không nói lại nữa ha. Bây giờ những video trước chị đã hướng dẫn rất là kỹ rồi. Ở video này thì chị chỉ thực hành thôi.
chị không có nói lại cái cách khâu nữa. Bởi vì nếu mà chị nói lại thì cái video nó rất là dài. Em sẽ khá quan sát ha. Đây này các em, chị thực hiện là khâu đục thưa này. Em lưu ý là các em lúc em khâu á thì khi em khâu cho nó đều ha, thì cái chỉ nó đều thì nó sẽ rất là đẹp. Em khâu hết ha, hết khâu xung quanh này em. Khâu hết bốn cạnh luôn ha. Đây này các em, đây là chị đã khâu gần hết bốn cạnh luôn này các em. Còn một đoạn ngắn này chị tiếp tục chị khâu ha. Này, chị tiếp tục chị khâu. Chị khâu một đoạn ngắn này nữa là xong ha. Rồi, chị đã khâu xong rồi. Bây giờ chị sẽ gút chỉ ở cái điểm cuối này, chị sẽ gút chỉ nè. Chị gút chỉ để chị nó không có bị bung ra ha. Đây này. Rồi. Rồi chị cắt chỉ. Chị đã ứng dụng khâu viền đường gấp mép bằng mũi khâu đục thưa để chị làm cái chiếc khăn tay này. Bây giờ chị sẽ cắt những cái đường chỉ mà chỉ đen mà chị khâu lược lúc nãy á, lúc ban đầu á. Đây chị cắt ra ha, này các em. Cắt chị tháo cái chỉ mà phần chỉ lúc nãy chị lược á. Chị tháo ra. Rút những cái chỉ ra đây. À, trong cái hộp này nó có cái kéo để mình cắt chỉ nè các em. Ngoài kéo đỏ này là để cắt vải ha. Ngoài kéo nhỏ này là cắt chỉ. Chị cắt những cái sợi chỉ màu đen, chỉ mà chị lược á, ban đầu á, chị sẽ cắt ra. Chị rút chị bỏ những cái sợi chỉ màu đen ra đây em. Sợi chỉ lược và chị rút bỏ đây. Đây này các em. Sau khi chị cắt bỏ những cái sợi chỉ khâu lược ra thì chị sẽ được cái chiếc khăn tay đã được viền như thế này. Đó, chị đã viền đây là mặt trái này. Còn đây là mặt phải này. Các em nếu mà các em làm chậm và khéo tay thì cái đường chỉ này nó sẽ đều hơn. Bởi vì chị quay video nên là chị làm nhanh ha. Chị làm nhanh thành nên là nó không có được đều lắm. Nhưng mà không sao, chị hướng dẫn cái cách khâu cho các em thôi ha. Đây này, mặt phải này em. Mặt trái nè ha. Mặt trái là chị gấp mép phải vào này. Chúng ta được một chiếc khăn tay hình vuông. Bây giờ thì các em thích trang trí cái gì bên trong thì các em sẽ trang trí ha. Các em có thể là trang trí một cái hoa hoặc là lá, cành hoa lá như đó. Tùy các em thích ha. Hoặc là hình hai chú chim thì để theo ở giữa thì các em dùng bút chì để các em vẽ lên ha. Chị làm cái bài thực hành này thì chị làm đơn giản, đó là chị sẽ khâu hình trái tim ở giữa nha các em. Ban đầu chị định dùng màu đỏ để chị khâu trái tim này, chị theo hình trái tim này, đây màu đỏ chị, màu chỉ đỏ này. Còn chỉ màu xanh này chị sẽ theo cái chữ I love mom. Nhưng mà bởi vì cái video nó cũng dài rồi nên là chị chỉ theo hình trái tim thôi. Còn I love mom hay là theo tên gì đó thì tương tự ha. Các em thích theo gì các em sáng tạo thêm. Chị sẽ dùng cái khung theo tay. Đây, trong cái hộp này là có khung theo tay này. Chị mở cái vít ra. Chúng ta tháo nó rời hai cái khung ra như thế này ha. Sau đó chị sẽ đặt cái khung vòng tròn này này. Cái khung mà không có ốc vít này, chị đặt ở dưới. Chị đặt ở dưới như thế này. Sau đó chị đặt miếng vải lên ha. Đây. Các em canh để cái khung nó nằm giữa miếng vải nha. Đó. Rồi các em sẽ lấy cái khung mà có ốc vít này, các em đè lên đè như thế này ha. Này, đây, các em đè nó căng cái miếng vải này để chúng ta theo cho nó dễ ha. Đây, đó. Chị sẽ đè như thế này ha, để cái miếng vải nó căng ra. Đây này các em. Sau đó thì chúng ta vặn cái vít này lại này,
sau khi mà mình canh chỉnh nó đều rồi á, thì chúng ta vặn cái vít này lại ha, vặn ốc này lại này đó, thì chúng ta sẽ được như thế này. Giờ chị sẽ thêu hình trái tim ở giữa ha, giữa này chị thêu hình một cái trái tim và chị trang trí cho cái khăn. Chị sẽ dùng bút chì để chị vẽ cái hình trái tim ở giữa cái khăn ha. Nè, chị dùng bút chì để chị vẽ nè. Các em có thể vẽ cái hình nào mình thích ha, tùy các em. Chị vẽ hình trái tim để đơn giản để chị quay cái video nó ngắn ha. Thế nếu mà chị vẽ những cái hình phức tạp thì cái video quá dài thì các em xem nó sẽ chán đi ha. Đó, chị đã vẽ hình trái tim ở giữa cái khăn này. Các em sử dụng kim chỉ đỏ này và sử dụng cái mũi thêu móc xích để làm kim ha. Sử dụng cái mũi thêu móc xích để thêu. Đây này các em, trong sách giáo khoa này, bài 7 thêu móc xích này, thì chị đã ra cái video hướng dẫn cách thêu móc xích rồi. Ở trong cái kênh của chị thì đã có cái bài này. Các em có thể vào bài 7 thêu móc xích trong kênh chị để xem chi tiết ha. Bây giờ chị sẽ ứng dụng cái thêu móc xích này, bài 7 này, để chị sẽ thêu cái hình trái tim trên cái khăn này ha. Đầu tiên thì tay trái chị sẽ cầm cái khung thêu như thế này, tay phải chị sẽ đưa kim từ dưới lên này. Này các em, chị đưa mũi kim đầu tiên từ dưới lên, sau đó chị sẽ đưa mũi kim tại cái vị trí, tại cái vị trí mà chị đưa kim lên á, như thế này ha. Sau đó thì chị sẽ đưa kim lên, đây là các em, đưa kim lên, chị sẽ quàng cái sợi chỉ, chị quàng sợi chỉ quay cái kim ha, như thế này, chị sẽ được một cái mũi thêu đầu tiên, đây là các em, chị được mũi thêu đầu tiên, chị tiếp tục chị thực hiện mũi thêu thứ hai ha, tương tự này, chị đưa mũi kim thì chị thêu mũi thêu thứ hai, chị đưa kim xuống này, đưa kim xuống tại cái vị trí thứ hai ha, sau đó chị sẽ đưa kim lên như thế này ha, em nhìn này, chị đưa kim lên, sau đó chị quàng cái sợi chỉ này, chị quàng sợi chỉ, quàng qua cái đầu kim nè, các em nhìn thấy chưa, chị quàng cái sợi chỉ qua đầu kim ha, rồi chị kéo cái kim, chị sẽ được cái mũi thêu thứ hai, tục chị đưa mũi kim xuống, sau đó chị đưa mũi kim lên này ha, rồi chị quàng cái sợi chỉ qua đầu kim ha, rồi chị kéo cái kim lên, chị sẽ được mũi thêu thứ ba, đây này các em, tiếp tục nha các em. Cái bài thêu móc xích này chị đã hướng dẫn kỹ ở bài 7 rồi, thì các em có thể mở cái video ở bài 7 ra xem ha. Các em cứ tương tự như vậy, các em theo cho đến hết cái hình trái tim ha. Thì đối với theo tên hoặc là theo hoa thì các em cũng làm tương tự, các em vẽ hình cái hoa ra hoặc là hình mà các em thích, rồi các em thực hiện theo như thế này, theo cái hình mình vẽ thì các em sẽ được kết quả như mong muốn ha. Đây này các em, chị đang theo theo hình trái tim mà chị đã vẽ. Các em cứ làm tương tự ha, làm tương tự cho đến hết cái hình trái tim nha các em. Chị đã theo được hơn một nửa của trái tim rồi nè các em. Bây giờ còn cái phần còn lại đây ha, chị tiếp tục chị theo nha. Các em xem chị làm nha. Chúng ta để cái sợi chỉ qua một bên. Rồi chúng ta kéo chỉ như thế này. Đây này các em. Tiếp tục ha các em. Chị đưa kim xuống này. Chị đưa kim lên. Cho nó chỉ quàng kim qua. Như này em. Có hai cách ha. Cách thứ nhất là chúng ta quàng kim qua, cách thứ hai là ta để cái sợi chỉ sẵn ở đây luôn. Rồi, ta kéo chỉ lên thì nó cũng được cái mũi thêu móc xích ha các em. Bây giờ chị đã thêu gần xong rồi, còn một mũi cuối cùng nữa nè. Các em đưa kim xuống. Rồi các em đưa kim tại cái vị trí đầu tiên ha. Đây này các em, đưa kim lên này. Rồi các em quàng cái sợi chỉ qua đầu kim như thế này ha. Quàng sợi chỉ qua này. Rồi chúng ta kéo kim. Đó, là cái mũi cuối cùng. Sau đó chúng ta đưa kim
về mặt trái như thế này ha. Đây là em. Rồi. À, chúng ta rút chỉ lại để chỉ nó không có bị bung ra nha em. Đó, chị đã rút chỉ lại. Rồi, chị cắt cái sợi chỉ ra. Rồi, chị đã hoàn thành cái bài thực hành số 8 theo chiếc khăn tay ha. Sử dụng những cái mũi khâu cơ bản trong cái quyển kỹ thuật 4 để chị làm cái bài thực hành này. Rồi, bài thực hành đến đây đã kết thúc. Chị Liêm rất là mong các em thực hành tốt cái bài thực hành này ha. Nếu các em thấy video hay và hữu ích thì các em hãy nhấn like, chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Và các em nhớ đăng ký kênh, comment ở bên dưới để ủng hộ kênh của chị Liêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Chị Liêm rất là cảm ơn các em đã ủng hộ kênh của chị Liêm nha. Nhớ là chia sẻ cho bạn bè càng nhiều càng tốt ha, để bạn bè cùng học chung với mình ha. Thì đây là một cái chiếc khăn tay rất là đơn giản, chị Liêm hướng dẫn để cho các em khi mà thực hành được cái bài thực hành này thì các em có thể sáng tạo trang trí cái chiếc khăn tay cho nó đẹp hơn ha. Còn cái bài thực hành này thì chị hy vọng tất cả các em đều có thể làm được, bởi vì chị hướng dẫn rất là chi tiết ha. Các em cố gắng xem và thực hành cái bài thực hành số 8 này nha. Bây giờ chị sẽ lấy cái khung theo ra, cái em phải nhóc này ra nè em. Đó, sau đó các em kéo ra này. Rồi, đây.